Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với phòng trinh sát bộ đội biên phòng Quảng Trị phát hiện tại bãi tập kết đá thạch cao bên ngoài hàng rào bảo vệ khu kiểm tra hàng hóa xuất khẩu cửa khẩu quốc tế Lao Bảo có 7 đối tượng đang đi bộ ra hướng biên giới. Phát hiện lực lượng biên phòng, các đối tượng bỏ chạy theo nhiều hướng nhưng đã bị lực lượng biên phòng khống chế và bắt giữ. Tại hiện trường, ba đối tượng trú tại khóm Ca Tăng, thị trấn Lao Bảo khai nhận đang đưa 4 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc vượt biên trái phép sang Lào để lấy tiền công 800.000 kiếp Lào từ một người Lào không rõ lai lịch.